Tại Hà Nội, nhóm lực lượng nòng cốt chiến dịch Thế hệ hy vọng với chủ đề Vì môi trường xanh của trường Phan Đình Phùng đã tổ chức chương trình Ngày hội không rác thải nhựa Anti-Plastic Day. Chương trình được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em SCI. Anti-Plastic Day là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch Thế hệ hy vọng, chủ đề Vì môi trường xanh. Sự kiện được tổ chức bởi nhóm nòng cốt chiến dịch Thế hệ hy vọng, gồm các thành viên là những học sinh đang theo học tại trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng. Chương trình nhằm tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng, cũng như mang đến cho các bạn trẻ góc nhìn toàn diện về vấn đề môi trường nói chung và việc sử dụng rác thải nhựa nói riêng. Anti-Plastic Day được tổ chức dưới hình thức ngày hội cho tất cả mọi người tham gia với các gian trại cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị, truyền tải thông điệp rõ ràng để giảm thiểu rác thải nhựa trong không chỉ môi trường học đường mà còn trong cộng đồng nói chung. Bọn em muốn mang đến một thế giới mà không có rác thải nhựa. Qua 4 gian hàng mà bọn em đã mang đến ngày hôm nay, từ việc đổi chai nhựa để lấy cây, từ việc làm lọ thủy tinh để đựng nước và cũng như là làm lọ điều ước, đồng thời là thử các món ăn được sử dụng sản phẩm tái chế được, thì chúng em muốn mang đến cho mọi người thấy một thế giới không có rác thải nhựa sẽ tuyệt vời như thế nào. Và em mong rằng với các bạn học sinh, những thế hệ nòng cốt của tương lai đều có thể học hỏi được một ít kỹ năng hoặc là một ít những cái bài học qua các trải nghiệm mà các bạn ý đã có ở trong Anti-Plastic Day. Em tin rằng không chỉ là gói gọn trong chữ đây, không chỉ gói gọn trong chữ ngày, mà về dài quãng thời gian sau ngày nào thì em mong là mọi người cũng có thể giảm cái lượng rác thải mà sử dụng, rác thải nhựa mà sử dụng tối thiểu nhất có thể. Hội trại có các gian hàng hấp dẫn như trao mầm cây xanh, khéo tay hay làm, điều ước xanh. Tại khu vực trao mầm cây xanh, các bạn trẻ cũng thu gom các đồ dùng nhựa để tái chế, đổi lấy mầm cây xanh và lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến với mọi người, góp phần giúp môi trường thêm xanh sạch đẹp. Gian hàng khéo tay hay làm lại là nơi để các bạn có thể thỏa sức sáng tạo, tái chế những đồ vật tưởng chừng như đơn điệu thành những món đồ xinh xắn. Hoạt động tái chế cũng được lan tỏa, giúp làm đẹp cảnh quan và giảm thiểu lượng rác thải khó phân hủy. Còn không gian của điều ước xanh lại tạo một sân chơi giúp người tham gia sáng tạo từ các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. Từ đó mọi người có thói quen tái chế và kích thích khả năng sáng tạo, hướng đến hành động bảo vệ môi trường. Ngoài ra, ngày hội còn có gian phục vụ đồ ăn, uống với các sản phẩm thân thiện với tiêu chí ăn xanh, uống sạch. Em cũng rất là vui khi biết là có một cái sự kiện tổ chức ngay tại trường mình và mình rất là thuận tiện khi mình tham gia. Và kiểu nghe cái tên gọi mình thấy là sự kiện vô cùng ý nghĩa vì nó sẽ giúp bảo vệ môi trường và cũng như là ủng hộ khích lệ các bạn học sinh quyên góp chai nhựa để mà kiểu không có xả rác thải nhựa và đi nông ra môi trường nữa. Nghĩ là thông qua những cái gian hàng như thế này thì các bạn ý sẽ học được rất nhiều về những cái bảo vệ môi trường, ví dụ như là các bạn ý có thể sử dụng cái chai nhựa này, không sử dụng cái chai nhựa này, sử dụng cái chai thủy tinh để uống nước thì cũng giảm thải rác thải nhựa, hay là cái hình thức mà đổi chai nhựa để lấy cây thì cũng giúp các bạn kiểu biết cách là thu hoạch, xong rồi biết cách chăm sóc cây hơn. Hay là ở bên kia thì em có thấy gian mà có thể tái chế đồ nhựa, tái chế các thứ, em thấy cũng rất là hay. Với mục đích tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng, cũng như mang đến cho các bạn trẻ góc nhìn toàn diện về vấn đề môi trường nói chung và việc sử dụng rác thải nhựa nói riêng, nhóm nòng cốt học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi đã mang đến một chương trình ý nghĩa trong việc chung tay giảm thiểu rác thải nhựa. Chúng tôi mong muốn là thông qua thế hệ trẻ có thể tạo nên sự thay đổi, mang lại những sự thay đổi mà có thể mang tác động tích cực cho cái thế hệ tương lai. Những hoạt động đầu tiên là nền móng và nó sẽ chỉ là cái sự khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện khác nhau. Làm thế nào để ta có thể hỗ trợ các em, đặc biệt là các bạn trẻ thực hiện, nói lên cái tiếng nói của mình và thực hiện cái sự thay đổi thông qua bằng chính hành động của mình. Và các bạn ấy chính là những nhân tố của sự thay đổi. Nhà trường cũng rất hy vọng và từ cái chương trình, thông qua cái chương trình này giúp các bạn học sinh nòng cốt nhà trường có nhiều kiến thức, kỹ năng, như là có kinh nghiệm, thêm cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm để tiếp theo cái chương trình này thì các bạn ấy sẽ tiếp tục tổ chức được các cái chương trình với cái chủ đề bảo vệ môi trường trong nhà trường. Ngày hội nhằm khơi dậy tính sáng tạo của học sinh trong việc bảo vệ môi trường, từ đó từng bước khẳng định thói quen tiêu dùng xanh tại các trường học, xây dựng ý thức,
hạn chế đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.